con xe ẹt mà mình nói nè, 68 cộng 4. Thì cái lý do mà mình đang đi hiện tại là bạn chủ xe bạn quay đầu anh em, là do là ba mẹ không chơi chơi, rồi người yêu không chơi chơi, rồi các kiểu. Nói chung là mình thấy là bây giờ chơi xe mà không biết diễn tả kiểu gì. Thế đây là con 68 cộng 4. Tại vì nhiều anh em coi clip của mình á, nghĩ là xe là bán xe thì bùa phép rồi các kiểu. Mình thì mình không, trước này mình vẫn vác chạy hàng ngày, mình chạy 2-3 ngày rồi. Con này hiện tại là đang biển số chính chủ nha mọi người. Hơi kêu cò nhẹ. Nói chung là khi mà giao xe cho anh em thì cò kiết đồ, nói chung là làm lại hết cho anh em chứ không có bùa biết gì đâu. Mình mà xe mà bùa sao mình bán dám mà vác mà mình chạy được. Này là đang hơi kêu cò với kêu cam, tại vì hôm qua giờ giã dữ quá, giã để coi nó bị cái gì. Thay củ đề mới rồi, hiện tại là đang đi củ đề rất leo á. Bữa là có củ đề rất leo thì cái tổng quan con này làm mấy cục máy như thế nào nhỉ, làm lại cục máy hết bảy cũ á, bảy cũ là thay một cái lồng xịn nha, thay một cái lồng xịn, rồi thay một cái lồng thay trái, thay lồng thay trái đúng không? Rồi làm lại cái đầu, thay cam, rồi thay sên cam, rồi thay củ đề lớn, rồi thay dàn áo, rồi thay xi nhan trước đó. Nói chung là thay cũng nhiều quá, khá đó. Con này là đã quýnh đi đâu rồi. Nói chung á, mà anh em mua một con xe mà nó đã vác đi quýnh nền nô thì anh em cứ tự tin mà chạy. Ý là mình không phải nói sẽ mua xe bên mình, ý là tất cả chỗ nào cũng vậy. Mình chia sẻ kinh nghiệm một xíu anh em thôi. Chỗ nào mà xe nằm quýnh nền nô rồi á, mà đồ nó còn êm á, thì cứ vác mà chạy. Cái lồng á thì nên lựa chọn những cái xe có lồng xịn, đừng có đi cái lồng phổ thông. Nó sẽ một thời gian nó sẽ bị kêu trái á mọi người. Nhất là xe dân cộng á, xe dân cộng mà đi mấy cái lồng chân ngắn là đồ ha, mà đi thớt vô ha, đi thời gian nó bị dễ bị kêu trái. Theo mình được biết là vậy. Còn nếu mà mình biết sai thì mình xin lỗi ha. Nhưng mà theo mình được biết là vậy. Trước giờ có mấy chiếc á làm á bên chỗ nào á rẻ lắm, 62 đồ làm 9-10 triệu á, mà cũng không có rẻ nữa. Nhưng mà đi lồng ba lồng thường á, xong đi một thời gian nó bắt đầu nó kêu tùm lum tà la hết, xong nó tùm lum. Mình sửa bệnh luôn. Con này hiện tại là đang bị một cái vấn đề là phụ trước phụ sau á. Chủ xe đợt trước to con quá, gần 100 kg lận. Nó làm cứng ngắc à, nó làm phụ trước phụ sau cứng ngắc à. Để mà nó hạ gần hết xe nữa, nên xe rất là lùng, nhưng nó rất là cứng. Cái phụ sau rất là cứng. Đó. Còn anh em đi về á, anh em to con á thì để dậy chạy luôn. Còn anh em nào mà hơi nhỏ nhỏ con á mà bị bay bay á thì lấy cái phục RCB cho nó mềm mềm chút. Thằng trước đi lò xe là ngon. Thôi, giờ chạy qua lò đi ha. Chạy qua lò đi rồi mình test một số đường cho anh em xem, rồi mình sẽ review cho anh em xem mấy con này như thế nào ha. Thank you.
thì mình đã test xong một đoạn ngắn ngắn rồi. Bây giờ là về nhà review cho anh em xem nha. Cái con này là mình cũng sẽ bán luôn. Mình bán với giá 2x, nhầm, 3x nhỏ thôi. Biển số chính chủ ha. Một là mình sẽ cho anh em đứng ký tên ủy quyền, hoặc là mình sẽ đứng cái tờ giấy đó luôn. Mốt anh em mua thì mình ký cho anh em cái tờ giấy buôn bán là xong ha. Ui da. Thằng này xem mình mà. Bữa làm sao làm đó? Lâu anh. Tiếng. Mày qua giờ này mày mới qua. Hả? Giờ này mày mới qua. Đợi xíu đi, anh quay xong clip đó. Quay cái gì đây nè ông ơi? Quay tôi nè. Ông quay cái gì á? Thì hello anh em. Này là 65 cộng nhẹ. Chung là qua làm lại cái cụ đề. Cụ đề bị sao ta? Cụ đề bị gì? Ủa đúng, bình thường mà. Đó. Bình thường mà. Có nghe một dấu này. Má giọng ngồi. Sao cái tiếng chạch là cái bô móc hay là nó hở cái cổ nó hở đâu ta? Bịt lại cái bô này nghe. Ok. Thì đây là chiếc 68.4 nha mọi người. 68.4 này là có bán cho một bạn khách rồi. Và bạn đó bạn quyết định quay đầu. Tại vì lý do quay đầu rất đơn giản thôi là bạn gái không cho chơi, người gia đình không cho chơi. Xong bán chiếc full LED, mình cũng đến ạ vào đó luôn, thật sự luôn. Thì chiếc 68.4 này có vài bạn hỏi, mình bán là 33 triệu. Thì mấy bạn hỏi ủa tại sao bán rẻ vậy, 68.4 gì mà bán rẻ vậy, em thấy người ta bán mà 4x không à. Thì cái lý do mình bán rẻ là do là mình nhập rẻ thì bán rẻ, còn nếu mà không thì bây giờ là mình dọn sơ lại rồi mình bán mắc, mình bán hàng 4x. Thì nếu mà anh em chơi thì mình để hàng 3x cho anh em chơi. Thì đây để mình quay sơ cho anh em nè. Đầu tiên đó là cái dàn áo, thì cái dàn áo là mình sơn lại luôn rồi. Cái dàn áo này dàn áo màu cà phê sữa nha anh em. Đó, nhìn rất là đẹp. Rồi xi nhan, đồ điện đóm, đồ đầy đủ hết, không có thiếu gì hết ha. Cái lồng là lồng với hai rồ. Cái này là tụi mình tập trung vô cái phần máy nhiều hơn ha. Đó, tối lắm không nhìn thấy đường đâu. Tụi mình tập trung vô cái phần máy nhiều hơn. Đồ sắp bay hết ha. Cổ là cổ lớn này, móc bô lại. Cái mâm á là mâm bản của Red Leo, 5 cây Red Leo. Đó. Còn hiện tại là đang đi nhông xe dĩa là 15-34. Xe rất là lực. Cái này á anh em mà muốn ok thì anh em lên cái lốp trước, lốp lên 70, đằng sau 80 là ok. Còn nói chung là tất cả mọi thứ nó đều ok rồi. Cái xe này nó đã làm phục trước và phục sau nó cứng rồi. Còn nếu mà anh em muốn chơi cái hệ mà ok hơn thì anh em làm lại cái phục trước xíu, anh em thay lại cái phục sau một chút, anh em sơn lại cái dàn chân tầm 1-2 triệu là xe nó bao keng luôn. Còn nếu mà bây giờ mình bán cái giá mà 3 mấy triệu anh em thấy rẻ quá thì thôi bây giờ để cái giá cao cho anh em chơi luôn, 40 triệu mình thấy kỳ lắm. Tại vì nãy có bạn kia bạn điện cho mình như thế này, mình kể anh em nghe là ủa anh Toàn ơi anh có bán 68.4 không, thì mình bảo là mình có bạn. Cái anh bảo bao nhiêu tiền, 40 mấy triệu hả anh? Cái mình bảo không, có 33 triệu thôi. Cái bạn đó bạn bảo vâng để em xíu. Cái bạn nhắn tin qua mình câu là ủa anh sao bán rẻ vậy, em thấy mấy chỗ khác bán toàn 4x không à. Cái mình bảo bây giờ không lẽ mình bán 4x cho anh em chơi cũng không được, tại vì mình nhập ra rẻ mà đúng không, không lẽ giờ nhập rẻ mà mình bán mắc thì sao mà được. Thì cục máy này thay cái lồng mới, làm lại cái đầu ha. Đó, rồi bô đồ các kiểu, cành tiền công rồi tiền sửa máy đồ các kiểu là thay lại, rồi cái dàn áo là thay lại hết. Nói chung là nó không có cái gì hết anh em. Cái xe này là biển số chính chủ, biển số Tây Ninh chính chủ. Anh em nào chơi thì mình gửi quyền cho anh em chơi. Còn bây giờ anh em đợi mình một xíu, mình vô trong mình lấy cái chìa khóa rồi mình mở cho anh em xem ha. Rồi xong xíu nữa mình sẽ qua bên kia mình làm xe cho bạn kia nữa, làm cụ đề. Tớ ơi, chìa khóa trước ẹt đâu tớ. Ngồi chơi xíu ô cô. Ngồi xíu anh làm nha. Bao tôi đâu vô? Chưa, không vậy. Bữa nay là bữa cuối. Bị đuổi.
Sao đuổi? Hả? Sao đuổi? Hết việc làm rồi. Ủa hết việc làm rồi hả? À, ế, giờ này ế quá trời ế luôn. Mình giờ bán đồ chơi xe cũng đâu có ai mua đâu. Cái tiếng kêu chách là tiếng đặc trưng của nồi của em 150 rồi, không thể nào mà khác được. Và cái bô hiện tại đây anh em, à, cái dàn hơi là hơi loãng nha, dàn hơi này không căng. Và đây tiếng máy hiện tại, không, cái máy nó rất là êm. Mình những cái này là bạn đó bạn bà một cái tour đẹp nhẹ cho anh em nghe nha. Là bạn đó bạn bảo một cái tour xuống Vũng Tàu rồi quay đầu về, chắc là bị công an lượm đó. Con lượm thì bắt đầu mới sợ thì đâm ra là quay đầu. Nói chung là chơi xe mà mấy chiếc xe này thì anh em đi bình thường, nói chung là nên không tới những nơi như Vũng Tàu đâu chẳng hạn, tại vì Vũng Tàu bây giờ rất là căng. Anh em đi xe bánh nhỏ thôi là cũng lượm, chứ đừng nói mấy xe này không, còn là chơi để trải nghiệm thôi. Còn bây giờ vẫn quyết định là bán ba mấy cho anh em chơi, còn nếu màu đỏ thì mình dọn lại sạch sẽ cho anh em chơi ha.